OK anh em, thì bài hôm nay chúng ta tiếp tục với cái series tìm hiểu các cái loại mục tiêu của chiến dịch quảng cáo nhỉ. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình đó là mục tiêu, đó là mức độ nhận biết. Thì nó có hai cái hạng mục là mức độ nhận biết thương hiệu cộng số người tiếp cận. Thì nếu như các bạn chọn một trong hai cái này, ví dụ chọn số người tiếp cận đi, đấy. Thì nếu như các bạn chọn cái chiến dịch là số người tiếp cận ở đây, thì các bạn sẽ nhận được cái sự tối ưu sự phân phối của Facebook như thế nào. Thì Facebook nó sẽ mặc định ra là gì, là nó sẽ dùng tiền của bạn để hiển thị đến nhiều người nhất. Ví dụ có thể nó sẽ rất là rẻ các bạn nhé, có thể nó rất là rẻ, ví dụ 100.000 này các bạn có thể hiển thị được đến 10.000 người, thậm chí là 20.000 người. Đấy, thì ở đây nó có một cái gọi là chỉ số CPM. CPM nó là cái gì? CPM nó là cái chỉ số, ở đây ví dụ như các bạn đây thế này đó, ví dụ như đây là chỉ số CPM này, mình sẽ mở lên cho bạn xem nhé. Phân phối thì CPM đây, nó là chi phí hiển thị 1.000 lần đấy, thì nó rơi vào tầm này. Nhưng mà đây là đang ở cái chế độ là tương tác, được tương tác nó khác. Nhưng nếu như các bạn chọn cái mức độ chiến dịch này, cái mục tiêu chiến dịch là tiếp cận hoặc nhận biết thương hiệu, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều lần, nó sẽ rẻ hơn rất nhiều lần các bạn nhé. Thì Facebook sẽ làm gì? Nó sẽ cố gắng hiển thị cái bài quảng cáo của bạn đến với nhiều người nhất. Đấy. Mục tiêu là cứ hiển thị đến nhiều người, cứ hiển thị là mất tiền. Đấy. Vậy nên là ví dụ ở đây là có 100.000 thì nó sẽ cố gắng hiển thị đến nhiều người nhất. Thì ở đây này, nó đã giới đây, nó đã cho chúng ta kết quả âm tính này. 100.000 này các bạn có thể hiển thị cái bài quảng cáo của các bạn đến với 18.000 người hoặc là 51.000 người, tùy vào chất lượng nội dung quảng cáo của các bạn. Thì đối với cái mục tiêu chiến dịch là hiển thị là số người tiếp cận này, được chưa nhỉ, mức độ nhận biết này, thì là gì, là nó sẽ không có cái tỷ lệ chuyển đổi cao, nó sẽ có tác dụng trong việc các bạn phủ cái mặt của các bạn, phủ cái thương hiệu của bạn đến với khán giả, đến với khách hàng nhiều nhất có thể, được chưa nhỉ, và nó không có sự chuyển đổi. Tiếp theo là sang cái cột số 2 ở đây là cái cột cân nhắc. Đấy, cân nhắc này này, cột cân nhắc này thì chúng ta sẽ vào cái lưu lượng truy cập này. Đấy nha, mình sẽ chỉnh sửa sang lưu lượng truy cập. Thì chúng ta sang phần nhóm quảng cáo này. Đấy, thì nó sẽ có một số cái ví dụ như là lưu lượng truy cập, tức là khách hàng nhìn thấy bài quảng cáo và nó chuyển sang web. Thì cái mục tiêu ở đây, nếu như ở đây cái lựa chọn của các bạn là trang web, thì Facebook nó sẽ làm gì, nó sẽ cố gắng phân phối cái quảng cáo của các bạn đến với những người có cái hành vi bấm vào cái quảng cáo và chuyển sang website. Thì đấy gọi là lưu lượng truy cập đối với trang web, tương tự đối với ứng dụng cũng vậy, tương tự đối với Messenger cũng vậy đó, WhatsApp và cuộc gọi. Thì cuộc gọi ở đây thì là thông thường là sẽ đến với quảng cáo ở trên di động, khi khách hàng bấm vào nút cuộc gọi thì nó sẽ kết nối ngay, còn chạy trên PC trên máy tính thì không có hiệu quả nhiều, được chưa. Đây là với cái chiến dịch gọi là lưu lượng truy cập. Tiếp theo là lượt tương tác nha, lượt tương tác thì cái lượt tương tác ở đây này các bạn thấy không ạ, là thu hút nhiều lượt thích trang, cứ một lượt thích trang được gọi là một tương tác, lượt phản hồi sự kiện được gọi là một tương tác, lượt bày tỏ cảm xúc tức là like, share, comment, bình luận đó, được gọi là một lượt tương tác. Thì ở đây Facebook nó sẽ phân phối đến những người cái hành vi là like, share, comment và bình luận, được chưa, like fanpage, like bài viết, vân vân. Thì đấy là cái hành động thích trả, lượt tương tác ở đây là lượt tương tác. Tương tự lượt cài đặt ứng dụng thì các bạn có thể xem tiếp là Facebook nó cũng cho chúng ta đây, tức là những người mà có cái hành vi bấm vào quảng cáo sau đó chuyển sang một cái app, sau đó cài cái ứng dụng đấy vào trong cái điện thoại của mình, vào trên cái máy tính của mình, thì đấy gọi là lượt cài đặt ứng dụng. Tiếp tục cái mục tiêu là video, xem video. Thì lượt xem video đây thì Facebook nó sẽ hiển thị cái video của bạn, video quảng cáo của bạn, chỉ lưu ý chỉ áp dụng với video nhé, video quảng cáo của bạn đến với những người xem nhất, và những người này có cái hành vi xem video ít nhất 15 giây. Đấy, một lượt xem video được tính đó là một thu play, một thu play thì nó sẽ kéo dài 15 giây thì được tính là một lượt xem video. Vậy nên được bạn cũng có thể áp dụng cái mục tiêu chiến dịch này để nhằm quảng bá cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Và thông thường những cái video để chạy quảng cáo ở cái lượt xem video này các bạn nên chỉ chạy trong khoảng tầm 45 giây trở lại, từ 30 đến 45 giây là đẹp nhất. Rồi, cái mục tìm kiếm khách hàng tiềm năng là gì?
là những cái người sẽ điền một cái form vào đấy và để lại cho các bạn số điện thoại, để lại cho các bạn email. Lưu ý là các bạn sẽ cần phải chú ý rất nhiều đối với cái phương thức tìm kiếm khách hàng tiềm năng này. Đó, mẫu phản hồi tức thì là một này, tiếp theo là chat tự động này, đấy, cả hai này, cuộc gọi cũng được tính này. Thì thông thường cái cách này sẽ áp dụng cho những cái bạn làm bất động sản, làm xe ô tô thì nó sẽ chạy hiệu quả những cái mặt hàng sản phẩm giá trị cao và cần lead, tức là cần số điện thoại hoặc email của khách hàng để tele sale chăm sóc. Đó, tiếp tục là cái chúng ta hay gặp nhất, hay sử dụng nhất, đó là chạy quảng cáo tin nhắn. Thì ở đây hiển thị mọi người tương tác qua Messenger, tức là hiển thị đến những người có hành vi xem quảng cáo và bấm vào cái nút gửi tin nhắn cho fanpage thì được gọi là quảng cáo tin nhắn. Ngoài ra những cái ứng dụng chúng ta hay dùng, ứng dụng tin nhắn Messenger này ra, nó còn có ứng dụng WhatsApp, ứng dụng Instagram nếu như các bạn tích hết vào đây đó thì cũng được, nhưng mà thông thường chúng ta chỉ chạy trên Messenger thôi. Còn các bạn, một số các bạn chạy trên Instagram thì các bạn sẽ tích vào đây giúp mình là ok, được chưa? Thì lưu ý đối với quảng cáo tin nhắn này thì Facebook sẽ phân phối, sẽ tối ưu đến những người có hành vi xem quảng cáo và bấm vào nút gửi tin nhắn. Các bạn dùng nhỉ, gửi tin nhắn văn đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là tối ưu đến những người sẽ chuyển, những cái người mà kích vào quảng cáo các bạn chuyển đến hộp thư thoại của tin nhắn đó. Đôi khi là khách hàng chỉ cần bấm vào thôi, bấm vào quảng cáo thôi, nó đã nhảy cái hộp thư tin nhắn lên rồi, thì nó cũng được tính là một mess, nó cũng được tính một mess. Và thông thường chúng ta sẽ thấy rằng là những cái mess như vậy thì khách hàng không phản hồi. Đó là cái sự tối ưu Facebook thôi, cái chỗ đấy nó hơi ngu ngu một chút, chúng ta cũng không thể làm gì được, được chưa? Ok, tiếp tục là sang đến cái loại số 3 là lượt chuyển đổi. Đây, lượt chuyển đổi, nếu như các bạn kích lượt chuyển đổi đây thì là những cái người đây nha, mục tiêu ở đây chắc chắn rồi là trong web, chăm chăm ở trong web các bạn nhé, chăm ở trong web ứng dụng hoặc ứng dụng ở trong web. Nó có hai cái loại thôi, một là trong web, hai là ứng dụng. Tức là khách hàng sẽ, nó Facebook nó sẽ tối ưu phân phối đến những cái người nhá, bấm vào quảng cáo này, bấm vào quảng cáo và chuyển sang một trong web này, và những cái người đấy có cái hành vi điền cái form ở trên website thì đấy được gọi là lượt chuyển đổi. Facebook nó sẽ tối ưu đến số người, những người như vậy các bạn hình dung ạ. Facebook nó sẽ tối ưu đến những người có cái hành vi bấm vào quảng cáo được chuyển sang website và điền vào cái form đăng ký ở trên website, được chưa? Cũng tương tự với ứng dụng như vậy, thì cũng bấm vào quảng cáo và chuyển sang ứng dụng và cài đặt ứng dụng thành công. Đó, đôi cái nó khác với cả khách hàng tiềm năng ở trên kia là gì, đôi khi người ta bấm vào ứng dụng xong nhưng người ta không cài thì nó cũng tính là một cái lượt như vậy, được chưa? Ngoài ra nó còn các số cái mục theo doanh số hoặc lượt ghé thăm cửa hàng, thì hai cái này nó đo rất là khó, nó dành cho cửa hàng offline và nó đo cực kỳ khó luôn, nó đo cực kỳ khó. Vậy nên là thôi, tốt nhất là các bạn không nên sử dụng cái loại này làm gì, ví dụ mục doanh số chẳng hạn. Và doanh số này thì nó sẽ cần phải có cửa hàng, và cửa hàng hiện tại ở Việt Nam thì nó khóa, vậy nên nó không mở, cho nên là chỗ này nó không hiện này đấy. Và cái phần lượt ghé thăm cửa hàng này cũng tương tự như vậy, nó là một cái phần rất là khó, và nó cái phần tối ưu này nó gần như không ai dùng hết, các bạn thấy không ạ? Chọn trang này đấy, cửa hàng đấy, tạo cửa hàng đấy, là mình phải tạo được một cái cửa hàng đây. Thì tức là cửa hàng là gì, tức là ví dụ mình thử xem đây nhé, mình sẽ mở cho anh em xem một cái Facebook của một cái website, một cái fanpage nào đấy. Đây, ví dụ mình của xem này, xem phone đi, xem phone app được, cell phone đây, cell phone này. Thử xem cell phone này nó có cửa hàng không nhé. Thầy phách cell phone còn hàng mobile cho dễ. Đây, còn hàng mobile rồi, chúng ta vào cửa hàng của hàng cell hàng mobile nó có cửa hàng không. Không có cửa hàng. Đây, cửa hàng. Đây. Cửa hàng là gì, chạy quảng cáo lượt ghé thăm cửa hàng là gì, là những khách hàng anh em nhé, những khách hàng bấm vào cái cửa hàng của Hoàng Hà Mobile. Trên này nó phải có hiển thị những cái sản phẩm cơ đấy, thì bấm vào những cái sản phẩm để xem thì được tính là một lượt ghé thăm cửa hàng của anh Dung ạ. Thì những cái này nó rất là khó, nó rất là khó đo đường và nói chung là không hiệu quả, không hiệu quả, ít người dùng, vậy nên là anh em có thể bỏ qua. Ok anh em, đấy thì đây là toàn bộ
những cái phần để giúp anh em hiểu hơn về các cái mục mục tiêu chiến dịch trong chạy quảng cáo Facebook, và các cái mục tiêu chiến dịch này chúng ta sẽ áp dụng những cái chiến lược như thế nào để có thể có nhiều khách hàng nhất. Thì hẹn gặp anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo và những cái video chia sẻ nâng cao hơn để khi áp dụng chiến lược vào những ngày này làm sao để chúng ta sử dụng những cái mục tiêu này nó làm sao hiệu quả nhất và mang lại nhiều chuyển đổi nhất cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.